Hát livestream có autotune là gì? Đa số anh em còn chưa biết. Trong video trước là anh còn nợ em một lời hứa đó nha. Clip này là anh phải giải thích cụ thể autotune là gì để cho em và các bạn cùng hiểu đó. Autotune là một cái plugin nằm trong cái phần mềm thu âm của B5, của B10. Thì cái công dụng chính của autotune này là gì? Thay vì các bạn các anh chị thu âm xong thì kỹ thuật viên người ta sẽ chỉnh phô cho các bạn. Còn cái autotune này khi các bạn hát vào thì nó sẽ sửa nốt trực tiếp cho các bạn luôn. Hát đến đâu nó sẽ sửa nốt đến đấy. Thì anh đã tạo ra một cái đồ track hát live stream có chứa autotune để mọi người ứng dụng hát live stream trên nền tảng TopTop, Bigo cũng như là những cái nền tảng live stream khác, hỗ trợ giọng hát cho các bạn mượt mà hơn khi chúng ta live stream, nâng cao cái giọng hát rất là tốt. Ủa vậy hát autotune cần những gì anh Hữu? Mà nó có khó xài không vậy? Để hát live stream có autotune thì em cần chuẩn bị cho anh một chiếc micro, ví dụ ở đây là mic AKG B120, một chiếc sao kẹt Focusrite Solo Gen 3, một chiếc laptop hoặc là dàn PC phía sau lưng của anh nè. Nhưng mà cấu hình phải vừa đủ mạnh nha, không được yếu quá, nếu yếu quá chúng ta sẽ không cài được phần mềm autotune đâu em nha. Chưa hết đâu, em phải biết sử dụng máy tính thành thạo giùm anh, chứ nếu em không biết xài máy tính thì cũng không sử dụng được phần mềm autotune đâu. Vậy cũng căng á. Ủa vậy mấy anh chị không rành máy tính rồi sao xài được ta? Đúng rồi em trai ơi, nếu mà em không rành máy tính thì anh khuyên em không nên cài phần mềm autotune vào đâu. Em hãy lựa chọn những dòng micro sao kẹt có tích hợp sẵn hiệu ứng vang, hát nó đơn giản hơn em nhé. Đâu anh Hữu thử nghe cái giọng của em coi vô autotune hát ổn không anh? Đâu em hát thử anh nghe coi. Sau khi nghe em hát xong anh muốn sang chấn tâm lý luôn á. Anh khuyên em nếu em hát như thế này thì không nên cài phần mềm autotune giùm anh. Làm ơn, please. Em tưởng đâu cái autotune nó biến hát dở là hát hay được chứ anh. Không phải đâu em trai ơi, cái autotune chỉ giúp em làm mượt giọng và giúp kéo nốt một phần nào đó thôi. Nó không thần thánh đến nỗi mà giúp giọng hát dở thành hay được đâu. Cái điều kiện quyết định ở đây đó chính là giọng hát của em. Em phải hát đúng tông, đúng nốt thì phần mềm mới giúp em hát mượt giọng được. Còn không á, nó sẽ phản tác dụng. Giọng hát của em nó sẽ méo, nó còn dở hơn lúc em chưa cài nữa. Cái autotune này nó rất là hay. Nó có thể giúp em hát tất cả những cái dòng nhạc, ví dụ như pop ballad nè, bolero nè, và đặc biệt là remix nha. Nhạc remix hát autotune rất là phê. Để anh thử cho em nghe một đoạn. Vậy mà em đã buông tay anh rồi, buồn đau anh không, anh tan với trời. Thương bất lòng, sao anh nhận lại bằng không? Yeah, cảm ơn anh Hữu nha. Nhờ anh Hữu mà em với mấy bạn mới biết rõ hơn về autotune đó anh. Em rủ mấy bạn vô follow và tìm cho anh liền. Truyền Hữu, chuyên chia sẻ về kiến thức mic thu âm livestream.